Chuyện tình quay về bên sông, mong người yêu hát mãi câu thề. Nhắm tính tan tan tình, đau đến lòng người tha phương. À, điệu họ không biết khoai to không chứ mà. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Thật sự là no lắm rồi. Mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Nana Liu nha. Hôm nay Na cảm thấy rất là vui tại vì hôm nay có khách tới nhà mọi người ạ. Thì Na nghĩ là bình thường Na quay một mình rất là buồn, cho nên hôm nay có khách mời, cho nên là Na sẽ ra một cái game chơi mini hôm nay, là nếu mà bạn nào thắng sẽ được 1 triệu. Thì mọi người muốn biết là thử thách cái gì thì mọi người phải theo dõi cái video ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì Na xin mời khách mời ngày hôm nay. Hi, xin chào mọi người. Mình là Đình Nguyên. Đây là Phương nhé. Đây là hai khách mời của Na, thì đây là anh quay phim của Na mọi người cũng biết. Còn đây là bạn của Na. Thì hôm nay Na sẽ có một cái mini game ăn kèm với lại tôm hùm. Mùa dịch này thì mọi người ăn cái gì cho ngầu hả? Mì tôm. Mì tôm, mì đâu, mì đâu, mì đâu. Ok, món đó mì, mì. Rồi. 1, 2, 3, mì tôm. Đây, có mì luôn nha mọi người. Đây là mì Hàn Quốc nha, mì siêu cay Hàn Quốc nha mọi người ơi. Hôm nay thì có một cái thử thách đó chính là Na, Đình Nguyên sẽ trổ tài làm mì. Mì khô đúng không? Đây là mì khô đúng không? Đây. Và trộn lên ăn kèm với rau, sau đó ăn kèm với tôm hùm. Bạn nào mà chiến thắng cuộc chơi ngày hôm nay sẽ được 1 triệu. Wow, mọi người thích không? Không. Trời ơi, được ăn mà. 1 triệu ít quá hả? Vậy thôi 900. Nói nữa là xuống nè. Chơi không? Chơi, chơi. Ok, chơi. Bắt đầu nha mọi người ơi. Bây giờ thì tôm hùm của Na đã chín rồi nha mọi người. Còn đây là giá trụng nè. Để Na trụng chín rồi để Na bỏ vào mì á. Bây giờ Na sẽ bỏ tôm ra và trộn mì nha. Anh bóc ra giùm Na với. Bóc ra giùm Na với. Wow, nhìn ngon quá mọi người. Nóng quá mọi người. Mình hôm nay mình không ăn được nên khách mời ăn mọi người. Mua 2 triệu tiền à. Mua 2 triệu tiền tôm hùm về cho khách mời ăn. Mọi người thấy nó sang vô, sang vô. Mọi người qua nhà nó chơi nha. Rồi bây giờ anh bưng cái này ra đi. Đấy, nó sẽ chế cái nước sốt luôn mọi người thấy không? Wow, nhìn ngon quá, ngon quá. Rồi bây giờ nó sẽ trộn lên nha mọi người. Bây giờ nó sẽ trộn mọi người lên nha. Đấy. Wow, cái mùi cay nó hắt lên tới mũi luôn á mọi người. Chứ là nghe rất là cay á. Na thì nó thấy bình thường, Na thì nó nghe được cái mùi cay, nhưng mà Na không biết là Phương với lại bạn Nguyên là có ăn được không trời. Rồi bây giờ Na sẽ bỏ giá vào. Ok, xong rồi mọi người ơi. Thì Na và Nguyên với Phương thì đã chuẩn bị xong cái màn thử thách ngày hôm nay rồi. Còn bây giờ thì Na chỉ là gọi là gì ta, chủ cuộc chơi đúng không? Không môn nhà tài trợ ô xin phục vụ con sen thiệt luôn á, nấu ăn cho mọi người và mời mọi người ăn. Thì cho Na vài phút quảng cáo nha mọi người. Thì viên uống trắng da nè, thì mọi người thấy thì Na có dùng và những bạn đã dùng thì cũng biết được cái sản phẩm nó tốt như thế nào. Một ngày uống một viên giúp Na thì uống xong thì da các bạn sẽ cải thiện từ body cho tới mặt luôn nha. Viên uống dưỡng tóc nữa mọi người, một ngày uống 2 viên giúp Na nha. Ông đang thắc mắc là ủa nó chỉ cái gì vậy. Xong rồi uống một ngày 2 viên thì tóc của các bạn sẽ mềm mượt hơn và nhanh dài hơn nữa. Viên uống giảm cân, nửa liệu trình giảm từ 3 đến 4 kg, một liệu trình giảm từ 7 đến 8 kg nha mọi người ơi. Xem dáng Na thì mọi người cũng biết nha. Đói quá. Đợi tới đó là đó. Miếng cơm manh áo Phương à, mọi người ơi, miếng cơm manh áo hết. Quảng cáo mới có tiền mua tôm hùm đãi khách nha mọi người. Ok, thì mua hàng cứ inbox cho Facebook Đặng Yến Nhi. Thì bây giờ bắt đầu cuộc chơi. Đủ đâu mọi người? Đây. Em đếm từ 1 tới 3. Cuộc chơi ngày hôm nay là mỗi bạn sẽ ăn hết một dĩa mì cay như thế này. Rất là cay nha mọi người. Đây là mì Hàn Quốc nha. Nó sặc hả anh? Nó hồng quá, nó hàng quá. Ừ đúng rồi, cái mùi cay. Và ăn kèm thêm hai con tôm hùm. Nếu như mà thua cuộc là sẽ không có 1 triệu. Và nếu như mà thắng cuộc ngày hôm nay sẽ được 1 triệu nha mọi người. Bắt đầu. Anh thắng không? Không thắng rồi. Em đếm 1, 3 nha. Thôi giờ một người thắng hay hai người ăn chung với mì. Ai cho, cuộc chơi là phải ăn hết. Ok, mời mọi người nha. Chơi. Na sẽ lột tôm ra cho mọi người nha.
Cái tôm này nó ngon quá. Cay lắm. Cay thiệt. Nhưng mà ngon. Ngon. Gạch quá trời luôn mẹ. Sẽ cắt ra. Nó sẽ cắt tôm ra nha mọi người. Cho hai thanh niên này ăn. Ăn cho mập mặt rồi xong rồi hiệu gái. Cố lên, cố lên. Xanh bắt Đình Nguyên Hà Phương nè. Bà bắt Đình Nguyên Hà Phương. Chọn đây, tôi cá là hôm nay Phương thắng á. Tôi bắt Đình Phương á, quên Đình Nguyên. Phương thắng chắc luôn. Cố lên Phương, mọi người đang cố lên Phương. Lộn kèo rồi nha, lộn cửa rồi đó. Anh ơi 1 triệu, anh ơi cố lên 1 triệu. Dạ. Ờ để đó cũng được. Hoặc là để xa ra tí anh. Quảng cáo trá hình. Quảng cáo à. Ê đâu có quảng cáo sữa nha. Xin lỗi xin lỗi. Rồi đây nè con tôm nè. Nó cay quá. Đây em sẽ để đây ha. Anh chấm hết cái này. Bây giờ anh sẽ gỡ cho anh quay phim quần nè. Đây anh sẽ để anh quay phim. Cũng suy nghĩ tới cái đó rồi đó. Nhưng mà chưa tới lúc vả như vậy đâu. Sao? Mọi người có thể thua cuộc mà. 1 triệu. Anh ơi cố lên 1 triệu anh ơi. Ăn là phải cảm giác nó ngon như thế nào, cái vị nó làm sao không ai nói gì hết vậy? Cay. Cay, cay. Đúng là mì cay. Mở mình sắp tiêm filler tới nơi. Không, mọi người có thể ăn bình thường từ từ, không ai bắt buộc thời gian nha. Wow, tôm đi mọi người. Mọi người ăn tôm. Rồi nha. Ăn tôm đi. Ăn cây mà đổ mồ hôi luôn á mọi người. Bắt cái nét cái giọt mồ hôi. Rồi biết bắt nét luôn. Ủa con tôm này cũng sống mà sao cái thịt nó bị bủng ra rồi. Ui da. Trời ăn con tôm vô hả? Không biết mùi vị con tôm nó ra sao luôn á. Ôi mà. Con tôm này nó bị gì á. Bỏ cuộn nó ra một bên để xíu mình xử lý. Lấy con tôm khác nó vui. Ngọt không? Ngọt không anh? Quá nhờ. Ngọt không? Ngọt. Giống như ép nóng à. Thịt nó dài lắm á. Thì mình không? Ăn tôm không ăn mì nó được không? Thì thua. Thua hả? Đây nó sẽ qua bắt nét cái con tôm. Đây nha mọi người. Nhiều gạch lắm. Đó. Hai thanh niên kia đang ăn vật vã. Hấp dẫn quá mọi người. Trời cái miệng Nguyên nó sưng lên luôn rồi kìa. Miệng Nguyên đúng sưng lên luôn á. Trời không chết luôn. Cay lắm hả? Cho thử miếng để biết cay như thế nào để review cho mọi người. Anh đút em miếng thôi. Để em coi nó cay không. Anh hết luôn được, anh nói còn đút miếng. Anh thua hả? Ê cái này không ăn phụ Phương. Trời ăn gì bóp rồi hả? Ăn gian. 1 triệu. Cay quá. Nhưng mà em ăn cay thì được. Em ăn cay được thì em thấy cái vị cay nó cũng nhẹ. Đây toàn những thánh không biết ăn cay không à. Nhưng mà ngon, ngon mọi người. Cái mì này ngon á. Kiểu ăn nó thơm thơm cay cay, ăn lạ miệng. Ngon miếng đầu tiên thôi, miếng thứ 10 là lúc đó là. Thì cái gì ăn biết nhiều nó cũng chán mà Phương. Đúng rồi anh. Ăn cái gì nhiều nó cũng chán á. Ăn một tôm. Cái miếng đầu tiên là cái miếng lúc nào cũng ngon nhất mọi người ạ. Quá trời nhiều luôn á. Nó sướng thì chứ được ăn mà được nhiều. Em lột tôm kinh khủng luôn. Mà ăn hai gói cũng chết luôn. Mập y như Đình Nguyên vậy. Mập như anh vậy. Đang chọc khéo Phương đó đúng không? Phương là xì ke nói gì nữa. Ví dụ Na phụ Phương cũng biết rồi. Không, không được ăn phụ. Nãy là Na chỉ thử thôi chứ đâu ăn phụ đâu. Dạ, không nhỏ nữa được sao dạ. Trời ơi, con nhỏ ăn cũng hết con tôm 13 này còn hai con tôm Y Nguyên. Nếu mà ăn không hết thì mọi người có thể đâu hàng. Ơ, sao mình không đãi luật là người nào ăn sau cùng người ta thắng thôi. Ăn sao bắt buộc phải ăn hết. Ăn hết đàng hoàng. Bây giờ mình đừng ăn nữa, mình để hoài luôn vậy. Coi cái clip nó cái clip mấy tiếng đồng hồ luôn. Xong rồi YouTube đánh sập kênh luôn. Cay lắm hả? Mì. Cố lên Phương ơi, cố lên Phương ơi. Mọi người đang đặt cược vào Phương. Đừng có làm mọi người mất mặt. Lộn nhà rồi, lộn cửa rồi, trời ơi.
không chừng Đình Nguyên ăn hết đó ba. Nhiều khi camera đang quay cái Đình Nguyên không biết ăn cay, nhưng mà camera quay một cái là Đình Nguyên ăn cay. Nữa hả? Hai con thì một ăn hai con. Wow. Kiếm cái đầu nằm nhiều tôm. À quên, kiếm cái đầu nằm nhiều gạch. Gạch. Không thấy luôn, toàn thịt thôi. Toàn là mấy cái xương. Gạch nó nằm trong đó. Gọi lên, gọi lên Đình Nguyên. Mình sẽ chơi một giá này cuối cùng. Ê Đình Nguyên sắp xong rồi. Đình Nguyên sắp xong rồi, cố lên. Cố lên luôn ơi. Để rửa tay. Cố lên, cố lên. Ủa chết cha, cái micro tao đang cầm. Đợi Na tí nha mọi người, Na đang xách cái micro đi rửa tay. Không hi, không hi, cố lên. Ta sẽ không sợ ngươi đâu. Để nước. Anh uống nước hả? Má phục vụ tận tình luôn. Cứ ráng ăn đi mọi người, Na sẽ lấy nước cho hai bạn nha. Ủa, anh mì còn ví dụ tôm thôi. Cái gì? Anh ăn mì thôi chứ đâu có phải quy định ăn tôm nữa. Ăn hết tôm mì luôn. Là cái tôi chưa thấy một cái cực hình nào mà ăn đồ sung sướng lại là cực hình đó. Từ từ thôi, thì giống như bữa tôi đi thi người bí ẩn đó. Ăn nhìn ngon vậy thôi chứ thực chất ăn 100 trái ớt, ăn 141 trái ớt vô trong người. Trời ơi. Coi thì vui á nhưng mà là cái 141. Dạ, 141. Anh uống đá không? Phương, lấy cái ly cho Phương. Trời, tưởng quên. Sao mà quên Phương được? Ây da, đâu thấy. Vừa no, vừa cay nữa mọi người. Cố lên, cố lên. Nè. Hả? Uống nước. Đây nè má. Chế cho miếng sữa nè. Đậu sữa phải cái khúc dứ, đâu phải cái khúc này. Ở khúc dứ là cái gì, sữa gì vậy má? Khúc dứ là chắc sữa ông thọ rồi. Cố lên, còn hai đũa nữa thôi á Nguyên. Mày ăn hết tôm bây nha. Giờ thêm cái lực này nè, ai đụng với hai ly nước này đầu tiên thì thua nè. Ừ, cứ uống nước là thua đúng không? Ờ, uống nước là thua nè. Tôi mới chai nha. Mình có. Cố lên Phương ơi. Cố lên Phương ơi. Không biết nào thua đây. Tự nhiên đây đứng làm trọng tài, vừa là trọng tài, vừa là nhà tài trợ, vừa là chủ cuộc chơi. Mà vừa là chủ nhà nữa mọi người. Trời, Phương kể bóng hôi là hết luôn. Sao tội nghiệp Phương hả? Trời, Nam tội nghiệp với anh đôi phim của tôi đó. Ai giảm đi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Anh có thể đầu hàng. Anh à, mình đã cố gắng tới đây rồi mà mình dừng lại thì mình cảm thấy là mình có lỗi với cái lời hứa của mình lúc chơi, mình nói là mình sẽ làm được nhưng mà tới giờ anh nghĩ là chặn được, anh đã đi đi. Đừng bỏ cuộc, cố lên. Cố gắng. Ôi, thằng Phương ăn sắp hết rồi kìa. Phương sắp hết rồi kìa. Cố lên Phương ơi, cố lên Phương ơi. Ồ, anh dừng lại hả? Ê, ôi. Không được thở, không được thở. Vậy? Không được thở. Hỏi gì? Không được nghỉ ngơi. À, không được nghỉ ngơi chứ bắt muốn thở ăn hả? Quên mất, tại vì không được thở. Cái giọng cười mình kỳ ghê. Cầm ly, cũng tớ, cũng tớ. Nhìn nè mọi người ơi, đói bụng lắm nhưng mà mình là chủ nhà mà mình có thể cho. Đâu có được ăn phụ. Ăn ăn nè, trời ơi, có bụng. Đâu có được ăn phụ đâu. Thèm lắm bụng, nhưng mà không sao, Na với Xanh còn với mì thứ hai mình nấu ăn. Cố lên Lê Hiếu Phương, Lê Hiếu Phương, con bà bán nước tương. Mẹ ha, lấy con đi bệnh viện thăm hỏi bác sĩ rồi mẹ ơi. Trời ơi, ăn bao nhiêu đây mà la, bữa tôi ăn mấy trăm vớt trong bụng biết sao đâu. Mũi luôn á mọi người. Trời, để em chấm nước giải cho anh. Thật sự luôn á, cay lắm luôn hả? Gì vậy? Sao vậy? Tính đòi lại phải không? Đòi lại hả? Còn có một miếng không á? Thì uống coca kìa. Đừng mua là thua mà. Lê Hiếu Phương. Trời ơi, mồ hôi nó chảy. Ủa, má, trời má. Má có công phụ. Má có gái chăm sóc. Bay hết mất cả ra bây giờ, bay hết mất cách gì vậy? Chết rồi, đang chân điểm mẹ ơi. Chơi thôi lớp mấy chút. Nguyên có không? Miệng sơ thành sơ môi luôn rồi. Không hề mất chút. Mà
thật đẹp tự nhiên nha mọi người, không hề sửa luôn. Tự nhiên nha mọi người. Không hề sửa luôn. Không hề sửa. Ủa sao không có ra mồ hôi vậy? Từ sao hôm nay Phương ra mồ hôi nhiều vậy? Sao nãy là 3 ký khăn giấy vậy? Ủa à, tự lâu hả? Đình Nguyên cố lên, Đình Nguyên cố lên, Đình Nguyên cố lên. Gần hết rồi nè. Ủa dạ. Có lên. Trời ơi, ông nội này thương con tôm chắc luôn. Có lên mọi người ơi. Cái giây phút hồi hộp nhất của năm. Ủa có ly nước mình đâu? Dùm 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 Phương, dùm Phương. Ly nước anh hả? Uống sữa nè, còn miếng nè. Ê, tính dặn cái nó. Còn miếng sữa nè. Lê Hiếu Phương, Lê Hiếu Phương, Lê Hiếu Phương. Gọi vô trong phòng luôn, gọi trong phòng luôn. Lê Hương thắng nha mọi người, Lê Hương thắng cuộc ngày hôm nay nha. Rồi được 1 triệu. Hối hận không? Hối hận không? Sao cảm nghĩ cuộc chơi ngày hôm nay như thế nào? Ngò quá. Cay nha. Thua rồi tức không? Thua rồi tức không? Không tức. Không tức. Vui mà đúng không? Hôm nay Phương thắng thì Phương nghĩ làm gì với 1 triệu? Làm gì với 1 triệu? Trả lời. Làm gì với 1 triệu? Phương sẽ dùng 500 ngàn này. Phương cảm ơn mọi người. Tôi sẽ đi mua bia mà mọi người. Mua bia mọi người. Và 500 nghìn còn lại thì tôi cho Phương. 500 nghìn còn lại là em chui. Phương rất là cảm động nên Phương khóc mất tiêu rồi. Còn 500 nghìn còn lại thì mày làm gì nghĩ hơn, ví dụ như mày gửi với tao. Mày gửi với tao làm gì đâu. Ủa 500 nghìn còn lại phải thuộc vào mình chứ. Xanh hả? Ừ. 500 nghìn còn lại Phương sẽ dùng để mua thuốc. Thuốc gì? Chữa cái dạ lét dạ dày. Nguyên đang muốn khóc rồi hả? Cay quá. Nói chung là cái video ngày hôm nay rất là vui mọi người ơi. Thì mọi người xem rất là hồi hộp với cái phần mà cuối cùng. Xem vui chứ tôi không có vui. Nhưng mà ăn no. Ai no? Ai no? Mập hả? Không sao, nào có quảng cáo thuốc giảm cân. Nào có quảng cáo thuốc giảm cân. Là mình ăn, mình tự ăn nha. Mình mới có cảm giác ngon được. Còn này ngốn như này rồi sao ngon được, đường nào nó không còn. Cái cảm giác là của mình lúc mà quay cái này là mình đang thi chứ không phải là mình đang thưởng thức. Cho nên là mình ăn rất là tấp vô thì nó bị làm ngợp cái bao tử của mình á. Cho nên là mọi người sẽ rất là mệt. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người thích những cái video dễ thương như thế này thì mọi người cứ comment bên dưới và like và subscribe ủng hộ kênh của Nai nha. Cảm ơn mọi người nha, bye bye, I love you, bye mọi bye người. Bye. Và đây là hậu trường của đây là hình ảnh của hai thanh niên trai tráng nhìn cũng lực lưỡng dữ lắm, không biết khoai to không chứ mà chứ nhìn hơi yếu đuối nha mọi người. Đi uống nước vào chưa? Đây ăn nước rồi đó. Đây đây nước rồi. Đáng lý ra cái cuộc chơi ngày hôm nay là phải ăn luôn cái đầu tôm hùm, nhưng mà làm vậy thì có lỗi với người đi nào quá là có lỗi với người chơi quá phải, có lỗi với người xem. Một, hai, ba. Hai, xin chào mọi người, mình là Đình Nguyên. Là Phương nha. Nhạc quá đây. Một, hai, ba. Hai, xin chào mọi người. Phương. Gì? Tên một, hai, ba là hai, xin chào mọi người đi. Okay. Nguyên nó mất. Hồi nãy giúp đồng hồ. Một, hai, ba. Hai, xin chào mọi người. Mình là Đình Nguyên. Lại là Phương nha.